Đây nay mình cái vườn này mình mới nhận phục hồi lại thì chắc cũng làm được khoảng chục ngày nay à. Mới bỏ phân và phun dưỡng lá, lấy lại cơi đọt thì cơi đọt nó mới mới ra. Trùng trước là nó củi cạn lắm. Này thì cũng theo cái các bạn nhìn thấy cái đầu đọt này. Đây là Black Thorn ha. Đây là vườn Black Thorn. 10 mẫu. 10 mẫu, 10 mẫu Black Thorn. Bên này 10 mẫu. Ở đây nó có một cái số vấn đề, thứ nhất là cái chất đất là đất cát pha. Thứ hai nữa là cây này là cây 3 năm. Thì cái cách chăm sóc của trước đây ấy thì nó gặp một số cái vấn đề nên là cái cây nó phát triển rất là kém. Có một cái lỗi nữa là cái lỗi tỉa cành. Sầu riêng thì là phải tỉa cành nhé. Cái cây gì các bạn trồng cây nhãn, cây chôm chôm thì chúng ta bấm tỉa cành hết. Nhưng mà bấm như này là bấm một loạt. Các bạn nhìn thấy cành thu hết cái cành lại, đâm ra là cái cây của nó kiệt. Bấm quá này, quá tay kiểu, bấm kiểu bonsai. Nên là nó khi mà phục hồi tình trạng này là tuyệt đối mình không có động đến cái cành nữa. Để khi nào cây nó thực sự khỏe lại rồi thì mình sẽ làm lại cái dàn cành này. Phải ăn nhau là lâu lề dài thôi. Còn chuyện mà phục hồi lại để cho nó xanh xanh lại một chút thì nó cũng dễ rồi. Rất là mênh mông sự so với cái sức khỏe bình thường. Nếu mà 3 năm như thế này là nó hơi bị chậm lại. Thực sự mình cũng chia sẻ lại thôi. Thì bây giờ đây là đang làm lại về cũng chia sẻ cho mọi người. Khi mà chúng ta trồng, muốn mục đích của mình là quay để nói với mọi người là chúng ta đã trồng sầu riêng hay bất cứ một cái cây trồng gì hết thì cái cốt lõi là chúng ta phải hiểu nó về cái kỹ thuật. Cái kỹ thuật ở đây là cái kỹ thuật về trồng, về chăm sóc, và cái kỹ thuật nữa là có nghĩa là chúng ta phải hiểu về cái khí hậu và cái thổ nhưỡng. Cái thổ nhưỡng và khí hậu là hai cái yếu tố quan trọng nhất đối với cây trồng. Nếu các bạn trồng ở đâu đi chăng nữa thì từ cái thổ nhưỡng và khí hậu này chúng ta đưa ra những cái yếu tố phù hợp, từ chế độ nước rồi là chế độ bón phân này kia để quản lý cái chăm sóc cái cây của mình sao cho nó tốt. Đừng có để là chúng ta chăm sóc mà cái bản thân chúng ta sẽ không hiểu biết, mà cái người chăm sóc của chúng ta họ cũng làm không đến nơi đến chốn thì đâm ra là cái hệ lụy nó rất là cao, sẽ đâm ra là chúng ta sẽ là người mất tiền, cái người chủ vườn sẽ mất tiền. Và hãy nhớ lại cái câu nói của mình, người chủ vườn là người quan trọng nhất, người làm chủ trên mảnh đất của các bạn thì không thể nào mà chúng ta cứ nghe người này nghe người kia hay là có những cái lời làm gì đó mà để cho cái cây vườn của mình nó suy đi, nó xấu đi thì đâm ra là cái thời gian để chúng ta thu hồi vốn nó kéo dài hơn, rồi cái chi phí canh tác nó lớn hơn, đó. Rất là lớn. Bên này thì cũng đâm đọt. Đây người ta sẽ làm cái mô này, trồng 3 cây trên một mô ha. Cái mô hình này thì ở Thái Lan thì ông làm. Nói chung mình cũng xem tài liệu này kia thôi chứ mình cũng chưa được đi Thái Lan. Mà rồi sớm muộn thì mình cũng bị để này học hỏi thêm. Tại vì người ta làm được thì mình cũng làm được. Ở đây nó có hai phần, một phần là cây giống kém, cái hai nữa là cái cách chăm sóc nó kém. Còn cái việc trồng 3 cây thế này ha thì mình không có đủ tư cách để mà bình luận là nên hay không nên hay là tốt hay xấu nào đó. Bởi vì đây người trước khi người ta làm là người ta đã phải nghiên cứu rất là kỹ rồi. Họ đã đi học hỏi này kia, thực sự là tìm hiểu rất là kỹ họ mới làm cái này. Thì họ phải thấy là nó có hiệu quả. Và thứ hai nữa là làm công người ta có lối đi riêng. Qua là cái cách chăm sóc của họ là hiểu cái đất này nó chưa rõ lắm. Nó vừa đen. Ở bên kia là núi Bà Đen các bạn ơi. Đây là em đang đứng ở giáp danh Bình Phước với Bình Dương á. À với Tây Ninh, đây là ngã ba. Bên kia là Bình Dương kìa. Kia là núi Bà Đen, Tây Ninh, còn ở đây là đang Bình Phước. Ở dưới chân kia là sông Sài Gòn. Là ngã ba sông. Ba tỉnh giáp nhau.
trồng 3 cây như thế này thì chắc chắn là trên một mô này khả năng năng suất nó sẽ cao hơn. Và thứ hai nữa là cái độ mật độ cây trồng ấy, nó sẽ lớn hơn, nhưng còn chi phí để bỏ ra thì nó sẽ chắc là cao hơn rồi. 3 cây giống này, phân bón này kia trên một cái mô đất này nó cũng cao. Nhưng mà thì trước khi là chú làm thì chú cũng đã tìm hiểu kỹ rồi, nên là chúng ta cũng không thể nào nên đánh giá ở cái này cái kia. Chúng ta chỉ là nói chuyện với nhau thôi, ở cái này sau này thế này thế kia, đó chỉ là phán đoán. Còn thực sự là ở Việt Nam mình đã có mấy cái mô hình mà trồng 3 cây hay trồng trên đất cát ở gần đây mà có định hình rồi mà. Gặp thế này gặp thế kia đâu, nên là mình cũng không dám là nói là nó sẽ thế này thế kia. Nhưng mà phần tán thì sẽ xòe rộng hơn là một mô một cây. Hai nữa là cái rủi ro sau này, ví dụ lỡ con vẫn còn 2 cây. Còn vấn đề khác này em không bình luận, em chỉ biết là phục hồi là lo phục hồi thôi. Vừa rồi mới một cái lá già cũ thì mình đang đi thăm lại thôi. Và có học được một cái điều nữa, đó là gì ạ, là đừng có dạy cái người giàu người ta cách tiêu tiền. Khi người ta đã làm là họ luôn có suy nghĩ và tính toán rất là kỹ. Đang ra đọt lá, cái rễ nó lá nó đang còn nhỏ lắm, phải cơi nữa, cơi này lá phải khỏe rồi thì cơi xong thì mới có khả năng quang hợp rồi này, nó bảo vệ cho cái rễ. Mừng một cái là ở đây cái cỏ Mỹ nó rất là nhiều, rất là đẹp. Alo, cô chú anh chị có hỏi em là ở trồng 3 cây một mô hay 2 cây một mô này có hiệu quả không, biết được đâu các bạn. Nhưng mà thực sự là ở bên Thái Lan họ đã làm rất là hiệu quả. Và mình biết là chú ở đây là chú đã đi khắp rồi, từ Malaysia đã tìm hiểu rất là nhiều cái mô hình và học hỏi về. Nhưng mà về đây thì chú đam mê là một, nhưng mà cái lúc mà khi mà thực hiện có như ý muốn hoặc là gặp nhiều số vấn đề về thuốc phải không, về cách tưới nước, về lại cái vườn. Đi vườn thì nó rất đẹp đây.